gian rất là lâu rồi. Thì từ khi Mai đăng 4 cái clip kia lên tới giờ thì Mai không còn làm video nữa. Sau một thời gian suy nghĩ rất là lâu thì Mai cũng có ý định, quyết định trở lại là làm video cho mọi người xem. Thì mọi người biết tại sao Mai không ra video thường xuyên cho mọi người được không? Thứ nhất á, là Mai không có điện thoại. Thứ hai là do Mai bận quá nhiều công việc. Thì hôm nay Mai làm clip này thì Mai muốn tâm sự với tất cả mọi người biết là từ bây giờ trở đi Mai sẽ ra video nhiều hơn cho mọi người xem nha. Thì Mai mong mọi người luôn bên cạnh Mai, ủng hộ cho Mai. Trong suốt thời gian qua Mai không làm video nào hết. Lúc trước Mai có ra một hai clip thì có một vài bạn hỏi Mai tại sao Mai không ra clip. Thì hôm nay Mai cũng nói cho mọi người nghe là tại vì Mai không có điện thoại mọi người ơi. Thì Mai xài cái điện thoại này chỉ là một cái điện thoại bình thường, quay video rất là kém. Bây giờ thì Mai đã mua được một cái điện thoại mới. Mai sẽ cố gắng làm thật nhiều clip video hay giản dị mang đến cho mọi người xem. Mai cũng là một người Mai được nghỉ làm mọi người ơi. Thì Mai cầm cái điện thoại ra đây muốn tâm sự với tất cả mọi người, nói chuyện với tất cả mọi người biết ha. Lúc trước Mai có làm một hai clip đầu tiên á, thì Mai nói chuyện cũng không được suôn sẻ, cũng không được hay cho lắm. Làm những cái video không được chất lượng. Thì Mai cũng là một thành viên mới trong YouTube cho nên Mai còn rất là nhiều sai sót. Mai mong mọi người luôn giúp đỡ cho Mai, ủng hộ cho Mai trong những video sắp tới nha. Mọi người ơi, clip của Mai cũng chỉ ngắn gọn tới đây thôi nha. Mai mong mọi người luôn ủng hộ cho Mai trong những cái video sắp tới. Mai sẽ tạm dừng clip tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy yêu mến Mai thì hãy cho Mai xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ cho Mai. Mai chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.